Thưa quý vị, là theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, năm 2023, cả nước vẫn có 82 người chết vì bệnh dại tại 30 tỉnh, thành phố. Gần 675.000 người bị động vật cắn đã phải điều trị dự phòng bệnh dại, tăng 45% so với năm 2022. Và chỉ tính riêng trong 2 tháng đầu năm nay, đã có 18 người tử vong do bệnh dại ở 14 tỉnh, thành phố, tăng 9 ca so với cùng kỳ của năm 2023. Số người phải điều trị dự phòng bệnh dại lên tới gần 70.000 người, tức là tăng 11% so với cùng kỳ của năm 2023. Gần đây tại tỉnh Quảng Ninh đã xảy ra trường hợp chó dại cắn 14 học sinh và giáo viên ở trong trường học. Và để ngăn chặn nguy cơ gia tăng số người phải điều trị dự phòng bệnh dại do động vật cắn, số ca tử vong do bệnh dại, tiến tới chấm dứt tình trạng động vật có khả năng gây bệnh dại, đặc biệt là chó mèo thả rông, gây nguy hiểm cho người. Mới đây, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký công điện số 22 CDTTG ngày 14 tháng 3 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung thực hiện nghiêm công tác phòng chống bệnh dại. Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tổ chức thực hiện nghiêm việc tiêm vaccine phòng bệnh dại cho chó mèo, đảm bảo tối thiểu trên 80% tổng đàn chó mèo trên từng địa bàn được tiêm phòng dại trong năm 2024 và các năm tiếp theo. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì phối hợp với các bộ, ngành và các địa phương tổ chức thực hiện chiến dịch truyền thông sâu rộng về quản lý chó mèo và các loại động vật khác có nguy cơ gây bệnh dại, các biện pháp phòng chống bệnh dại để các cơ quan liên quan và người dân biết. Phối hợp với các tổ chức quốc tế và các nước trong việc hỗ trợ kiểm soát dịch bệnh dại tại Việt Nam trong công tác phòng chống dịch bệnh dại, chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan và các địa phương rà soát các quy định pháp luật có liên quan đến việc nuôi, quản lý chó mèo, các loài vật nuôi khác có nguy cơ gây bệnh và phòng chống bệnh dại để kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung nếu cần. Chủ trì tổng hợp kết quả công tác phòng chống bệnh dại trên người và động vật theo định kỳ hàng năm, kịp thời tham mưu đề xuất các giải pháp phòng chống bệnh dại khi cần thiết. Thưa quý vị, là nhằm tôn vinh, bảo tồn, phát triển nghề muối truyền thống, nâng cao giá trị nghề muối Việt Nam nói chung, của tỉnh Bạc Liêu nói riêng, sắp tới đây Festival Nghề Muối Việt Nam Bạc Liêu năm 2024 sẽ được tổ chức với chủ đề Nâng tầm giá trị hạt muối Việt Nam, dự kiến sẽ được tổ chức vào cuối năm với các hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm, triển lãm thương mại, diễn đàn, hội nghị, hội thảo, tham quan mô hình tại các huyện Hòa Bình, Đông Hải và thành phố Bạc Liêu. Festival cũng hướng tới tổ chức sản xuất ngành nghề muối theo hướng hiện đại, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Bên cạnh đó, tạo môi trường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, kiến thức trong sản xuất, kinh doanh, chế biến các sản phẩm từ muối và các sản phẩm OCOP giữa các địa phương cả nước, tăng cường liên kết hợp tác giữa các tác nhân sản xuất, chế biến, kinh doanh muối trong nội bộ ngành với các lĩnh vực du lịch, y tế, ẩm thực, đồng thời phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa, di sản nghề muối ở Bạc Liêu và các địa phương tham gia. Qua đó khơi dậy tình yêu nghề truyền thống của thế hệ trẻ, thu hút lực lượng lao động trẻ có trình độ tham gia vào sản xuất, kinh doanh, khởi nghiệp từ nghề muối. Theo nhận định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan, ngành muối đã tồn tại khoảng 100 năm mà chưa có sự kiện tầm cỡ quốc gia được tổ chức để tôn vinh ngành nghề này. Nhìn lại thực tế, nghề muối còn nhiều khó khăn, đào tạo nhân lực trong nghề muối còn thiếu sự thu hút và thậm chí là chưa có hiệp hội nghề muối nào được thành lập ở cấp độ địa phương hay là quốc gia. Vì vậy, đây là dịp định vị lại toàn bộ giá trị, tinh hoa của ngành muối và tái cơ cấu trúc của ngành nghề này. Một nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Đồng Tháp là địa phương đầu tiên trong cả nước được lựa chọn thí điểm xây dựng và thực hiện đề án tái cơ cấu nông nghiệp. Đặc biệt, vài năm trở lại đây, các doanh nghiệp, chính quyền địa phương và nông dân ở Đồng Tháp đã đặt nhiều niềm tin và kỳ vọng vào các máy móc, công nghệ, thiết bị tự động mang lại hiệu quả thiết thực. Điển hình như là thiết bị giám sát sâu dày trên cả cây lúa và cây ăn trái mà nhiều nông dân tại huyện Cao Lãnh đang áp dụng. Hiện tại, hệ thống giám sát sâu dày thông minh đang phân bố gần 60 trạm ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Riêng tại Đồng Tháp có 15 trạm. Mỗi trạm giám sát sâu dày thông minh sẽ bao gồm những cảm biến về môi trường, đo nhiệt độ, độ ẩm lượng mưa, tốc độ gió và hướng gió. Trái tim của trạm là hệ thống đèn LED bao gồm ánh sáng UV, ánh sáng xanh dương, ánh sáng xanh lá, ánh sáng trắng đã được nghiên cứu kỹ theo đặc tính của sâu dày. Ngoài các trạm đa số được đặt trên diện tích trồng lúa, vẫn có các trạm được bố trí tại các vườn cây ăn trái. Khi mà có cái app rồi, người ta áp dụng là đúng thời điểm nào và mật độ sâu dày bao nhiêu mình áp dụng thì nó tốt hơn. Chứ còn nếu mà không có thì mình nông dân thì thường thường có cái quan điểm là hay xịt ngừa. Mình theo dõi sâu dày nè, rồi mình theo dõi trạm quan trắc nước nè, rồi theo dõi thời tiết. Nói chung cái thời tiết nó cũng là quan trọng với cái dân làm chòi nè. Nên mình phải biết được cái thời tiết nắng mưa như thế nào đó, mình áp dụng trên vườn cây mình nó hiệu quả hơn.
Tại những địa điểm đặt trạm giám sát, đa phần nông dân đều có ý thức trong việc giữ gìn và bảo vệ trạm. Đây cũng là những người thường xuyên theo dõi mức độ sâu dày thông qua phần mềm và kể cả qua trực tuyến. Qua những đối chứng, thì số lượng sâu dày thu thập được và số liệu thống kê trên phần mềm đã thuyết phục được nông dân. Có cái app mà để kiểm tra sâu dày đó là nó có lợi cho nông dân rất là nhiều. Có như là một mặt là mình quan sát, một mặt thì mình coi vô cái điện thoại thông minh, là giữa hai cái đó mình kết hợp làm sao cho nó hài hòa để mà mình xử lý thuốc men cho nó đúng lúc, đúng thời điểm. Tiện lợi là vậy. Tuy nhiên qua gần 5 năm triển khai, số lượng nông dân biết đến tận dụng thông tin từ hệ thống giám sát sâu dày vẫn còn rất hạn chế. Đa phần chỉ quẩn quanh ở nơi đặt trạm, hoặc những nông dân thực sự có quan tâm, thậm chí có những trường hợp không hề biết là trạm giám sát sâu dày thông minh này đều có ứng dụng riêng trên điện thoại thông minh. Họ nông dân cũng có cái triển khai, rồi cử thành lập một cái tổ để mà cài xuống cho các cái nhà vườn của mình. Nếu mà cài được hết cho các cái nhà vườn thì nó rất có lợi cho các cái nhà vườn. Các cái vườn xoài của mình thì sẽ nhập lên cái nhật ký canh tác, thì cái đó cái trái xoài của mình nó lên thị trường luôn. Hiện nay, nhiều trạm giám sát sâu dày thông minh đã được phân bố đều trên phạm vi toàn tỉnh Đồng Tháp. Ứng dụng đã được phát triển, cài đặt và sử dụng hoàn toàn miễn phí. Sử dụng dữ liệu từ việc giám sát sâu dày thông minh, bà con sẽ không phải dậy sớm thức khuya, quan sát sâu dày hay việc phun xịt dư thừa, tốn kém chi phí không cần thiết. Thưa quý vị, nếu như trước đây rơm là loại phế phẩm bỏ đi sau mỗi mùa thu hoạch, thì vài năm gần đây, nhu cầu tiêu thụ rơm của các nhà vườn và các hộ chăn nuôi ngày càng tăng. Bà con nông dân đã tận dụng nguồn rơm còn lại trên đồng sau khi thu hoạch lúa, bán cho thương lái. Vì vậy, nghề làm rơm cũng trở nên nhộn nhịp, ăn nên làm ra mỗi mùa thu hoạch lúa. Nghề cuộn rơm diễn ra quanh năm từ cánh đồng này sang cánh đồng khác, từ nơi này đến nơi khác, góp phần làm cho không khí ngày mùa thêm tấp nập. Và vào những ngày này, vụ đông xuân tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đang bước vào vụ thu hoạch rộ. Nghề cuộn rơm trên đồng vì thế mà nhộn nhịp hơn, ghi nhận tại huyện vùng biên Hồng Ngự của tỉnh Đồng Tháp. Nắng lên cũng là lúc máy cắt cuộn rơm bắt đầu hoạt động, cứ cách vài mét là có một cuộn rơm. Rơm cuộn ra đến đâu được chở hết đi đến đó. Mỗi cuộn nặng từ 18 đến 20 kg, mỗi công cho ra khoảng hơn 25 cuộn. Lúa năm nay được giá, cộng thêm tiền bán rơm cũng mang lại cho người nông dân một khoản kha khá. Niềm vui được mùa của những người nông dân trồng lúa như ông Dũng càng nhân lên gấp bội. Giá lúa thì nó cũng có cái giá cao, bán được 8 ngàn, còn về năng suất thì hecta gì nằm cũng khoảng 750 kg. Ngay rơm dạ nó cũng hơi nhiều, có anh em ta là hỏi mua, bán cho anh em ta mỗi một công rơm tươi vậy đó là 50 ngàn. Bán rơm cuộn không những mang lại thêm thu nhập cho bà con, mà còn giải quyết được thêm khoản chi phí khá lớn của việc vệ sinh đồng ruộng. Rơm được cuộn bằng máy, phần gốc dạ cũng được cắt băm nhỏ ngay tại ruộng, sẵn sàng cho vụ mùa mới. Cái đông xuân này mình bán được, thí dụ như hè thu mà mình gặp nắng khô ráo thì anh em ta mua mình cũng vẫn bán bình thường. Năm nào nói chung cũng bán dơm cho anh em, mái nhà mình cũng có, mình sớ đi sớ lợi nhiều quận. Dơm dạ thì sao mình nhồi xuống cũng là cái chất hoang hữu cơ. Dơm cuộn xong sẽ tập kết và chuyển đi tiêu thụ tại các tỉnh thành trên cả nước. Đây là nguồn nguyên liệu hữu hiệu cho các sản phẩm hữu cơ trong nông nghiệp, đồng thời giúp giảm hơn 10% lượng khí thải nhà kính so với canh tác lúa truyền thống. Nó đủ nhu cầu, nó cung cấp cho đủ hết. Chẳng phải là riêng việc ở đây, dãy có nè. Cũng như mình đưa về vùng ngoài, ta tủ giường có nè, thanh long rồi đó. Hoặc là dập bò cũng có, nhưng người ta làm nướng cũng có. Tại vì người ta thấy đốt mà làm thì nó cũng vậy thôi. Nó cũng cái năng suất nó cũng y gian vậy thôi. Có cái dòng dạ, cái mặt đất đang vậy nó tươi xốp hơn. Trong bộ tiêu chí của đề án sản xuất 1 triệu hecta lúa chất lượng cao tại đồng bằng sông Cửu Long mà Đồng Tháp tham gia, việc chú trọng các yếu tố về quản lý nước, xử lý rơm rạ và tiết kiệm nguyên liệu đầu vào theo đúng quy chuẩn để tiến tới xây dựng thương hiệu gạo giảm phát thải, tạo giá trị tăng thêm cho hạt gạo. Với chỉ tiêu xử lý rơm rạ trên đồng ruộng, việc người nông dân biết khai thác giá trị tăng thêm từ rơm không chỉ phù hợp với xu hướng nông nghiệp hiện đại, mà còn góp phần hạn chế thói quen đốt đồng gây ô nhiễm môi trường và những hệ lụy do cháy lan có thể xảy ra.